Nam mô Bụt Tha. Dạ, đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Samma trên mạng internet qua Minh Thoát, Facebook và Zoom, mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối, Hiêu Tân từ 7:30 đến 9:30 sáng, New York từ 8:30 đến 10:30 sáng, Cali từ 5:30 đến 7:30 sáng, Madrid từ 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney từ 11:30 tối đến 1:30 sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư Trung Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Bài học hôm nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020, Phật lịch 2564. Bài học hôm nay, bài 52, thuộc tánh, kinh tánh, ca, yalahuta, chê, tashika, thuộc tánh, kinh tánh, chích, talahuta, chê, tashika, do thượng tọa, giác đẳng biên soạn. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo. Còn kính nhân mít đến sư và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ. Thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền. Vượt ngày thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị đón nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều ma hủy. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý,
rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vấn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ, con thành kính lãnh lễ Ngài Trị Siêu cùng chư Tôn Đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Dạ, bài học hôm nay, bài 52 thuộc tánh kinh tánh ca giác đa hu ta chê ta si cá, thuộc tánh kinh tánh chít ta lá hu ta chê ta si cá, sẽ được Ngài Tỳ Thượng Tọa Giác Đẳng giảng dạy. Chúng con thành kính cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu từ bi giảng nhập bài học ngày hôm nay, con kính nhân mít đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Dân Ô Sang Khai. Kính lễ Tam Bảo, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Tiếp tục những thuộc tánh thuộc về tịnh hảo biến hành ở trong chương trình thắng pháp ở Abhidhamma. Hôm nay chúng ta sẽ học về kinh thân, kinh tâm, kaya lohuta cetasika, citta lohuta cetasika. Hai cái thuộc tánh này luôn có mặt ở trong 91 tâm tịnh hảo. Đặc tính của hai cái thuộc tánh này là cái trạng thái nhẹ nhàng, không nặng nề của tâm pháp, tức là bốn chánh quẩn trong một sát na tâm tịnh hảo. Thì chúng ta lấy thí dụ một người họ nói bằng cái tâm sân, thì cái lời nói nó tính cách nặng nề và người ta nghe người ta cảm thấy khó chịu, người ta cảm thấy nó không sang, nó bức rứt trong tâm khi nghe cái lời nói bằng tâm sân. Chúng ta gọi tâm, gọi là cái lời nói nặng nề, nhưng mà cũng là cái lời nói vỡ trách, nhưng mà cái lời nói khiển trách của một người hiền thiện muốn xây dựng, và người đó chỉ muốn đem lợi lạc cho cái người nghe. Cho nên mặc dù là lời khiển trách, nhưng mà được nói bằng cái tâm thiện, thì trong đó nó có khinh tánh về thân, khinh tánh về tâm. Cho nên cái lời nói đó khiến cho người ta nghe, người ta có cái sự cảm nhận, người ta thuần phục. Thì đó là đặc tính của hai cái thuộc tánh này. Hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Giác Đẳng vị giảng sư môn thắng pháp Abhidhamma sẽ giảng giải về ý nghĩa này. Và bây giờ thì xin mời cô Diệp Quỳnh đọc cho chánh văn của bài học, sau đó xin cung trình Thượng Tọa Giác Đẳng thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Trị Siêu đã từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn và nguyện cho Nhật mình biết được tín hiệu. Dạ, con xin phép được đọc chánh kinh.
Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Bài học hôm nay, bài 52 thuộc tánh khinh tánh Kaya La Hutta Chetasika và thuộc tánh khinh tâm Chitta La Hutta Chetasika. Trong tất cả những gì thuộc danh pháp thì hai thuộc tánh khinh tánh Kaya La Hutta Chetasika và khinh tâm Chitta La Hutta Chetasika tương đối khó hiểu. Khinh nghĩa là nhẹ, nói tới nhẹ, nặng là nói tới trọng lượng, một ý niệm thuộc vật lý hơn là tâm lý. Sự nhẹ nhàng ở đây cũng là pháp thực tích, chứ không phải là cách nói ví von. Do vậy, cần được suy nghiệm để hiểu chính xác đặc tánh và vai trò của thuộc tánh này. Nói chính xác, khinh tánh, khinh tâm là gì? Khinh tánh Kaya La Hutta Chetasika và khinh tâm Citta La Hutta Chetasika là hai thuộc tánh có chức năng làm nhẹ nhàng các danh pháp đồng sanh. Sự nhẹ nhàng ở đây có thể hiểu như sự rỗng rang, nhẹ tên của tâm thức. Chính sự nhẹ nhàng này tạo nên tác dụng linh hoạt, không trì trệ của tâm. Khinh tánh, khinh tâm theo cách nói vĩ mô. Để hiểu khinh tánh, khinh tâm trên phương diện vĩ mô, cần hiểu trạng thái đối lập của thuộc tánh này là hôn trầm và thủy miên. Đó là hai trạng thái khiến tâm ý nặng nề, mất đi khả năng hoặc dụng. Sự triệu nặng hay trì trệ của thân hoặc tâm có thể cảm nhận với sự thiếu linh hoạt, nhạy bén, hân hoan. Trái lại, khi tâm nhẹ nhàng, cảm giác thư thái thì tạo thành sự khinh khoái, giống như một người trả hết nợ. Hai, tâm không còn bị vướng vấp những phiền lụy vì lý do gì đó. Khinh tánh, khinh tâm theo cách nói đại loại. Khinh an được đề cập nhiều trong kinh Tạng. Có thể nói đó là ngưỡng cửa của an lạc và an trú trong thiền pháp. Tâm tư nhẹ nhàng được xem là biểu hiện của nội tại, không bị chi phối vì nặng lòng với ngoại cảnh hay bị các pháp kiết sử ràng buộc. Trong nhiều đoạn kinh, Đức Phật dùng hình ảnh của một tảng đá ném xuống nước, tất nhiên phải chìm do trọng lượng nặng. Cho dù nhiều người đứng chung quanh để tụng kinh cầu nguyện cho tảng đá được nổi lên, một trong những pháp hỷ bì tí là khinh hỷ, là trạng thái khinh khoái của định tâm. Ngữ và nghĩa. Trong vật lý, nặng hay nhẹ là khái niệm đối đãi. Nhẹ là so với cái nặng hơn. Trong tâm lý thì nặng và nhẹ có thể hiểu là sự có mặt của pháp này nên không có mặt của pháp kia. Như hôn trầm, thủy miên, sự thanh thản có thể là một biểu lộ của khinh an, nhưng cái gì tạo nên sự thanh thản ít khi được người ta nhận ra, nên cẩn thận. Một lần nữa, cần khẳng định khinh tánh và khinh tâm là hai tố chất khiến tâm pháp được nhẹ nhàng, chứ không phải là trạng thái nhẹ nhàng. Hai thuộc tánh này có chức năng làm cho thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, trường hợp của khinh tánh, và thức uẩn, trường hợp của khinh tâm, được nhẹ nhàng. Có thể thí dụ như đi du lịch để hành lý không nặng, người ta sử dụng vali, quần áo, đồ dùng bằng những vật liệu nhẹ, bền, đa năng. Minh họa, xin đạo tràng phải vào linh của Đại Đức Đại Trì đưa lên thì sẽ thấy được hai cái minh họa, hai hình minh họa. Điều đã nói và điều sắp nói, bài học trước là thuộc tánh tỉnh tánh, thuộc tánh tỉnh tâm. Bài học tiếp theo sẽ là thuộc tánh nhu tánh và thuộc tánh nhu tâm. Kinh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng đông đung thành kính đảnh lễ, cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài hôm nay. Con kính nhân mít đến sư ạ.
Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ chư Thượng Tổ Sư, đảnh lễ chư Tôn Đức Thượng Trảo, tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có rất là nhiều khái niệm chúng ta thường quen thuộc để xài chung cho cả hai phạm trù vật lý và tâm lý. Và có lẽ là một khái niệm mà chúng ta hay chồng lớn lên nhau đó là sự nhẹ nhàng hay nặng nề. Có cái gì đó trong cuộc sống này đôi khi chúng ta cảm thấy là nó trĩu nặng, mình nhấc lên và mang đi một vật nặng rất là dễ hiểu, mình cầm lấy một cái vật nhẹ rất là dễ hiểu. Chúng tôi trước khi có đại dịch cũng thỉnh thoảng đi máy bay. Và chúng tôi biết rất là rõ sự khác biệt giữa cái nặng và cái nhẹ. Thí dụ như hành lý xách tay mà mang lên máy bay, nếu chúng ta tuân thủ đúng luật thì cái hành lý xách tay không nặng quá 9 kg thì nó là một chuyện khác. Nhưng mà người ta thì ít khi bao giờ tuân thủ điều đó, mà thường thường một cái vali gọi là carry on đó, họ lấy trong đó rất là nhiều thứ, có khi lên tới 17, 18, có tới 20 ký. Ban đầu thì có một số các phi trường họ rất là gắt, một số hãng máy bay rất là gắt, bắt buộc là chúng ta phải cân hành lý xách tay. Mà khi cân mà nó quá ký thì họ bắt bỏ bớt lại gửi theo. Chúng ta cảm tưởng cái chuyện đó khó. Cái khó là cái khó của hãng máy bay, cái khó là của phi trường. Nhưng mà sau này thì thưa quý vị, dần dà chúng ta hiểu được một chuyện là nhất một vật, một cái hành lý xách tay nặng mà để trên cái chỗ cất hành lý trên đầu, nếu là một người sức khỏe tốt không nói chi, nhưng mà nếu một người mà sức khỏe không được tốt rất là dễ bị nhiều vấn đề, kể cả vali rớt xuống đè trên đầu người khác, đó là vấn đề không an toàn. Cái nặng và cái nhẹ nó không phải chỉ có trong một cái chuyện đơn giản về hành lý, mà ngay cả tấm thân của chúng ta, ví dụ như có những người cân nặng trung bình là 60 kg, nhưng mà những lúc mà chúng ta khỏe khoắn thì thứ vì chúng ta đi thoăn thoắt, cảm thấy rằng cái thân của mình nó giống một chiếc xe để giúp cho chúng ta chạy, và cái trọng lượng nó không là vấn đề. Nhưng mà rồi đó là lúc chúng ta khỏe, nhưng mà lúc chúng ta mệt mỏi hay lúc chúng ta bệnh thì thân của chúng ta nó trở nên nặng trĩu, những bước đi nặng nề. Khi mà chúng tôi còn nhỏ đó thưa quý vị, chúng tôi có nghe nói đến ở trong võ học họ có một cái môn gọi là khinh công. Một người tập khinh công á, cũng tấm thân với trọng lượng như vậy, nhưng mà những cái bước di chuyển thủ pháp nó nhẹ nhàng, thậm chí có thể đạp trên
đầu ngọn cỏ. Chúng mình cảm thấy rất là khó tin, tại sao cái thân cũng nặng như vậy, nhưng mà có lúc thì lại có thể dẫm lên đầu ngọn cỏ đi còn rất là nhẹ nhàng. Tuy nhiên chúng ta biết trong cuộc sống hàng ngày rất là bình thường của chúng ta, đôi khi mình đi kinh hành đó, hay đi bộ, có lúc mình thấy rất là nặng nề, có những lúc mình thấy rằng tương đối là nhẹ nhàng, dễ chịu, thoải mái. Nhưng mà rồi thưa quý vị, đó chúng ta nói về thân này, còn nói về cái tâm thì chúng ta cũng phải nói là tâm của chúng ta rất là thanh thản, rất là thư thới, nhẹ nhàng. Và cũng có lúc tâm của chúng ta triệu năng. Ví dụ như là mình gánh phải một cái trách nhiệm lớn, cảm thấy nặng nề. Mình có một món nợ lớn mà mình chưa biết sở đâu tiền ra để mà trả. Hoặc giả là có rất nhiều chuyện nó xảy ra trong một đất nước và chúng ta không thể không có quan tâm được. Lúc cái tâm của chúng ta cũng cảm thấy nó hơi nặng nề. Nhưng mà rồi công việc khi qua một giai đoạn rồi nó trở nên khai thông, chúng ta vượt qua những bế tắc, bỗng nhiên trong thấy trong lòng nhẹ tên. Chúng ta nói về vấn đề rất là tâm lý, nhưng mà được diễn tả nghe như là một vấn đề rất là vật lý, trút được cái nặng ngàn cân. Dạ, trút được cái nặng ngàn cân, nó là một cái một cái gì nghe nó rất là vật lý, nhưng mà quả thực là lúc cái tâm của chúng ta an lạc, thư thới, nhẹ nhàng. Chúng tôi nhớ rằng khi mà chúng tôi sang Thái Lan đến chùa Kẻ Chanh Cha ở, thì một ở trong những cái huấn luyện mà ngôi chùa đưa ra là tất cả chư tăng đều phải học như Độ Đà, một năm tối thiểu là từ bốn tháng ở trong mùa khô sâu của dân ý, cho đến 6 tháng. Thưa quý vị, một ở trong những cái kỹ năng mà sống Đồ Đà đầu tiên là mình phải tập làm thế nào đó mà tất cả những cái vật dụng mà mình xài nó không có quá nặng nề. Bởi vì một vị đi Đồ Đà không có gửi đồ, không gửi đồ chỗ này, không gửi đồ chỗ kia rồi mai mốt trở lại lấy, mà tất cả cái gì mà mình có đó đều là cái gì mà mình có thể mang theo được. Và do vậy, thứ nhất là những vật đó phải là vật thật sự hữu ích. Và bên cạnh đó thì mình phải ít có nhu cầu, mình đi bằng đôi chân của mình, đi trong rừng mà đâu có xe cộ đâu mà khiêng, đâu có nhà kho đâu mà giữ. Và những gì mình có đó
là mình phải đeo trên vai. Ở bên đó người ta có một cái túi. Cái túi này nó lạ lắm thứ vì nó không có cái đáy. Phần dưới thì là đựng cái bát, cái bình bát. Và mình cột, mình thắt sợi dây lại thì nó ôm trọn cái đáy của bình bát. Phần trên nó dư ra thì mình có thể để thêm những cái vật dụng. Chúng tôi tạm gọi đó là cái túi càng khôn. Nó đơn giản như vậy, nhưng mà khi mà mình để vào trong đó y tăng già lê một ít tư cụ để mà xài như đồ ấm chẳng hạn, thì nó cũng nặng. Và cái nặng đó khi mà mình nhấc lên vai đó, mình mới nhấc lên thì thấy nó không có gì, nhưng mà đi một hai cây số càng lúc nó càng nặng. Quý vị nào mà đã từng đi ở phi trường, mình biết rằng một cái laptop mà 2,5 pound nó rất là khác với cái laptop 1 pound. Bình thường chúng ta nhấc lên cái laptop 1 pound và 2,5 pound nó không có khác biệt nhau nhiều. Nếu chúng ta ngồi một chỗ mình nhấc lên đặt xuống, nhưng mà nếu chúng ta cầm cái laptop đi từ terminal này qua terminal kia thì nó sẽ có sự khác biệt rất lớn. Thứ vị như vậy thì những vị đi đầu đà đó là đầu tiên phải học cái kỹ năng là làm thế nào mà dần dà mình loại bớt đi cái sức nặng, cái độ nặng của hành lý, bớt nhu cầu lại, rồi mang theo những cái gì thật sự rất là cần. Lấy một ví dụ là mỗi vị đều có một bình bát và một cái ca. Chúng ta gọi là cái ca miền Nam, chúng ta không biết ngoài miền Trung, miền Bắc gọi là cái gì. Cái ca đó nó có nhiều cách dùng lắm thưa quý vị. Khi mình thọ thực ở trong bình bát ấy, thì cái ca đó dùng để đựng canh, đựng súp. Bởi vì nếu chế canh và súp vào bên trong cái bình bát ấy, thì nó sẽ rất là khó ăn. Về việc cái ca đó để đựng canh và súp. Và cái ca đó, đó cũng còn là cái mà đựng để uống cà phê, để uống sữa. Tức là buổi chiều khi mà đến cái am thất của ngài cả hay là một nơi nào đó tập trung chư tăng lại đó, thì người ta hay đem cà phê, ca cao ra đó, thì ca đó dùng để uống. Cái ca đó cũng có một cái công dụng khác rất là quý là khi mà ra suối thì dùng để bút nước tắm. Thì như vậy nói sơ sơ là quý vị thấy rằng cái ca dùng để uống, để ăn canh và để bút nước tắm. Thế nếu mà ăn canh là cái tô riêng, rồi uống nước là ca riêng, rồi tắm có đồ bút nước riêng, thì mình mang lính kính làm sao mang được. Thì đi được xa phải đi được sao phải có một cái khả năng là tận dụng tất cả những cái gì mình có đó để không mang quá nhiều hành lý. Hay hoặc giả là những cái mũ đội ấm, tức là chưa đăng rồi cái mũ, nhưng mà quý vị nhớ là cái chưa đăng cái y không phải là cái áo, cái bát không phải là cái chén, và cái mũ không phải là cái nón. Mũ là cái mặt đồ ấm trồng trùm lên đầu, vớ, rồi y tăng già lê. Thì thứ vị những thứ đó nhét vào trong cái túi, và cái túi đó có thể dùng làm cái mà chúng ta gọi là làm cái gối đầu, làm cái gối để ngồi thiền và dùng nhiều việc. Chứ không phải là mình đi có cái gối ngồi thiền mang theo rồi, hay là mình có một cái gối đầu không có. Từ buổi tối mình ngủ thì cái gì êm êm mình nhét vào trong cái bao đó làm dùng ra mỗi gối. Thì như vậy đó, nó sẽ làm cho hành trở nên nhẹ đi. Mà đi đầu đà càng lâu á, ví dụ như là thường chi tăng bắt đầu khởi hành đó, thì có xe đưa
Bên Thái Lan họ có rất nhiều xe bán tải, ở Việt Nam mà bán tải mình bị biết không rất, thì họ chở chư tăng giống như chở lính về đến một khu rừng là mà ngày cả ngày lựa chọn và ngày cho mỗi người xuống đó. Thì từ đó trở đi là chư tăng thường đi bộ, đi bộ ngang những cái khu rừng, ngang những con suối, có khi trèo núi được. Và cứ vài tuần lễ thì đổi chỗ một lần. Và do vậy tất cả những gì mà mang theo đều phải gọn, nhẹ, đa dụng. Thì như vậy mới có thể thoải mái đi ở trong rừng đô đa. Chúng tôi nói dài dòng về điểm này thôi, để thấy một điểm như vậy là nhẹ nhàng. Nó là một ở trong những cái yếu tố lợi lạc cho cuộc sống. Như ngày hôm nay quý vị đi du lịch, người ta cho giới hạn một vali là 23 kg hay là 50 pound, thì chúng ta phải làm sao mà đừng có quá ký, mà làm sao những cái hành lý, quần áo, thực phẩm, thuốc men, những cái thứ cần thiết nằm ở trong số lượng đó. Và thậm chí người ta nói rằng người khéo hơn nữa thì có thể đi một cách dễ dàng hơn. Nhưng mà điều này đó nó rất là trái ngược lại với cái nhìn thường tình của chúng ta. Chúng ta thường quan trọng cái sự giàu có, thủ đắc. Chúng ta quan trọng là cái gì mình có càng nhiều càng tốt. Nhưng mà khi cái có đó mà nó không cân bằng được với cái nhẹ nhàng đó, thì chúng ta có vấn đề. Ví dụ mình đi du lịch mà mình có nhiều thứ lỉnh kỉnh quá, mình sẽ rất là mệt. Và do vậy cái gì mang theo vừa đủ, không quá dư, không quá thiếu, thì cái đó nó gọi là hợp lý phải chăng. Nhưng mà càng sống rồi thì mình hiểu một điều rằng sự thanh thản, nhẹ nhàng, thư thái, khinh khoái, nó là một trạng thái rất là quý giá của đời sống. Nó là một trạng thái gần với cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc. Ngày hôm nay thưa quý vị, càng ngày người ta càng nhắc nhiều đến cái gọi là stress. Ở Việt Nam gọi là stress. Thì cái stress là được hiểu là sự căng thẳng của tâm lý. Nhưng mà stress còn có một cái dạng khác, không phải là căng thẳng mà còn là nặng nề của tâm lý. Đôi khi ta dùng một chữ gọi là trầm cảm. Trầm cảm là cái gì đó mà nó trì trệ, nó khiến cho chúng ta không có thoải mái, khinh khoái, tung tăng trong cảm giác của mình. Cảm thấy luôn luôn chịu nặng trong lòng. Có cái gì đó khó chịu. Ví dụ như là thương phải xa, ghét phải gần, muốn không được. Ở trong thời kỳ dịch thì có rất nhiều người rơi vào trong cái trạng thái căng thẳng về tâm lý. Bởi vì đi đâu cũng phải mang khẩu trang. Gặp người thân thì không đến gần. Và cái biểu đạt trên khuôn mặt của mình không ai thấy, bởi vì mang khẩu trang. Và cái gì cũng cảm thấy nó không có bình thường. Thì trong lòng nó không được thư thái, trong lòng không được thanh thản, trong lòng không được tự tại. Con người của chúng ta sống đó, quý vị, mà thật sự hạnh phúc và cái giá trị của hạnh phúc mà được hiểu đúng nghĩa
ở trong đó nó phải có, nó phải có cái chất của cái gọi là nhẹ nhàng. Chúng tôi khi mà giao thiệp với chư tăng mà ngoài miền Trung ấy, có cái chữ mà chư tăng hay nói mà chúng tôi hay đọc lại đây, ít có khi người miền Nam nói là chữ rỗng ràng. Rỗng ràng chữ miền Trung là giống như là người miền Nam chúng ta gọi là thanh thản, thư thới. Ở miền Trung hay nói là rỗng ràng. Thì cái trạng thái của cái gọi là rỗng ràng, thư thới nhẹ nhàng của tâm lý đôi khi nó dễ dàng bị đánh mất. Nó dễ dàng bị đánh mất là bởi vì chúng ta thường sống với sự cố chấp, thường sống với sự bám víu, thường sống ở một thái độ tỏ vẻ cái này, tỏ vẻ cái kia. Khi Đức Phật còn tại thế, có một vị tỳ kheo tên là Phát Diệt. Vị này là nguyên là một vị hoàng tử của dòng Thích Ca. Khi mà Đức Phật về Ca Tỳ La Vệ thì có 6 vị hoàng tử cùng đi xuất gia. Từ đời sống của một ông hoàng ở trong cung đình, bây giờ trở thành một vị sa môn, một vị tỳ kheo sống trong rừng. Vị này cảm nhận cái sự tương phản giữa hai đời sống. Một đời sống là lúc nào cũng phải chuẩn bị, nào là vật trang sức, nào là tài sản chức quyền, nào là ra đường phải thế này phải thế kia, thậm chí còn lo ngại cái sự tấn công, lo ngại cái thế lực ở trong triều đình mình như thế nào. Một khi mà vị này bỏ lại tất cả những thứ đó sau lưng, từ một ông hoàng trở thành một vị tu sĩ, sống ở trong rừng, chỉ với cỏ cây, với buôn thú, và đời sống mỗi ngày được khắc thực. Thì vị này không cảm thấy thiếu, không cảm thấy nghèo, không cảm thấy khó khăn. Mà thay vào đó thì vị này cảm thấy một sự tương phản rất lớn giữa đời sống của một ông hoàng và đời sống của một vị tỳ kheo sống trong rừng. Sống trong rừng thì không có trách nhiệm, không có lo sợ, không có cạnh tranh, không có cái này cái kia phải gìn giữ. Vị này cảm nhận được giá trị của sự thanh thản, cảm nhận được sự hạnh phúc thật sự. Và đôi khi tự thốt lên lời đó là Sukhohomi, ta thật sự an lạc. Điều đó nó không có dễ dàng. Để chúng ta cảm nhận về phương diện tinh thần thế nào sẽ nhẹ nhàng. Nhưng mà bây giờ nó tương tự như vậy, là chúng ta sống ở trong một thời đại mà phải bận tâm, phải có trách nhiệm, phải có thế này kia. Mà một khi mà mình đã làm xong việc đó, cũng cảm thấy có sự nhẹ nhàng. Chúng tôi nhớ ngày xưa ở trong chùa có một cái câu nói cũng vui là người ta nói lễ lạc, nhưng mà lễ xong thì mới lạc được. Tức là ví dụ trước cái lễ dân y thì mình lo bận vì đề, như lễ dân y xong thì trong tâm hồn rất là nhẹ nhàng, rồi lạc, lễ xong mới lạc. Thì ở đây chúng ta phải hiểu một điều rằng trọng lượng nó là một khái niệm của vật lý. Thật ra thì khi nói đến trọng lượng thì dù là một tờ giấy nó cũng có cái trọng lượng, mà một cái bánh nó cũng có cái trọng lượng, một bao đường nó có trọng lượng, một cục đá có cái trọng lượng, chỉ trọng là sức nặng trọng lượng. Thì trong cái trọng lượng đó
Trên phương diện vật lý thì nó là một khái niệm đối đãi. Ví dụ như chúng tôi mang một cái hành lý xách tay 17 kg thì nó gọi là nhẹ, bởi vì có nhiều người mang hành lý xách tay tới 15-17 kg. Nhưng mà 7 kg mà so với một cái laptop ấy, thì 7 kg không gọi là nhẹ được. Tại một cái laptop ấy, nó có thể là 1,5 kg, 1 kg, thậm chí chỉ có 1 pound, 2 pound thôi. Thì như vậy một cái laptop so với hành lý xách tay thì hành lý xách tay không gọi là nhẹ được, mà 7 kg là nặng. Như vậy cái khái niệm về nặng và nhẹ đó, ở trong ví tất cả đều là trọng lượng. Trọng lượng là hỏi trọng lượng chính xác là bao nhiêu pound, chứ không thể nói nặng nhẹ được. Nhưng mà trên phương diện tâm lý đó, thì cái nặng vật nhẹ đó nó nằm ở một cái chìa khóa, đó là có trạng thái này và không có trạng thái kia. Có trạng thái này là có trạng thái khinh tánh, khinh tâm. Không có trạng thái kia tức là không có trạng thái nặng nề của cái gọi là, ví dụ như là hôn trầm và chuyển miên. Ngài Sananda, Ngài nói rằng khi một người bị hôn trầm và chuyển miên, cảm thấy rằng cái tâm nó không còn thanh thoát, thân nó không còn thanh thoát, tâm nó không còn thanh thản nữa, mà con mắt nó sụp xuống muốn nặng nề, và cái thân nó cũng khó di chuyển, thân tâm đều nặng nề. Nặng nề của hôn trầm và chuyển miên nó cái gì rất là đối lập của trạng thái của cái khinh tánh và khinh tâm. Hôn trầm và thủy miên đó thì nó làm cho thọ tưởng hành thức trở nên nặng nề, trái lại khinh tấm khánh, khinh tánh khinh tâm đó, nó làm cho thọ tưởng hành thức trở nên nhẹ nhàng. Thì ở đây cái nặng và cái nhẹ đó nó không phải là một cái khái niệm đối đại, tức là lấy cái này so sánh cái kia thì nó nhẹ, lấy cái này so sánh với cái nọ thì nó nặng, không phải vậy. Mà ở đây tức là không có hôn trầm và thủy miên, không có trạng thái nặng nề của hôn trầm chuyển miên thì nó là khinh tánh khinh tâm. Mà cái sự biểu hiện rất là rõ ràng là sự linh hoạt. Và quý vị thấy khi nào mà mình buồn ngủ, mắt mình muốn sụp xuống, con người mình đó nó không có phản ứng linh hoạt được. Nhưng một khi mình là một người rất khẽ thức, tức là khi mình thức dậy không hôn trầm chuyển miên thì mình phản ứng nhanh, làm việc nhanh, lúc đó mình linh hoạt. Mà một người mà không có khẽ thức, khi thức dậy mà còn giải, còn quể quại thì mình rất là nặng nề. Nặng nề tại vì sao? Tại vì chúng ta không có đặt đến linh hoạt. Thật ra thì cái nặng và cái nhẹ đó, người ta giải thích theo quy định vật lý thì người ta cũng nói rằng nó có một số những cái yếu tố khiến cho một vật thể nặng và yếu tố vật thể nhẹ. Lấy ví dụ như là cũng món đồ đó nhưng mà làm bằng thép, bằng steel thì nó nặng, mà cũng món đồ đó mà họ làm bằng titanium thì nó nhẹ hơn, nó bền hơn. Tốt hơn, dĩ nhiên titanium mắc hơn. Thì tại sao cũng kim loại mà titanium nó lại nhẹ và bền hơn là thép, nó không bị oxy hóa giống như thép? Thì trước nhất là khi mà giải thích cái nặng nhẹ, người ta có thể giải thích là về cái density, cái độ đậm đặc của các nguyên tử và kết cấu của nguyên tử nó khiến cho một vật thể nặng và nhẹ. Đó là giải thích của các nhà vật lý. Và điều đó thì chúng ta không thấy được bằng mắt bên ngoài. Chúng ta không thấy được cái density của nó. Nhưng mà rồi, đối với tâm lý cũng tương tự như vậy. Chúng ta rất khó để xác định rõ là cái gì đó mà nó làm cho chúng ta nhẹ nhàng, và cái gì đó làm cho chúng ta nặng nề.
Nhưng mà chúng ta có thể mang máng đâu đó là cái tâm càng phiền não thì nó càng nặng, và cái tâm càng hiền thiện thì càng nhẹ. Có hai cuộc kinh Pháp Cú đầu tiên của phẩm Song Đối, Đức Phật dùng hai cái thí dụ. Mà hai thí dụ đó, nếu chúng ta đọc kỹ thì chúng ta có thể cảm nhận phần nào cái nặng và cái nhẹ. Tâm dẫn đầu cả Phật, tâm là chủ, tâm tạo tác. Nếu với tâm ô nhiễm nói năng hay hành động thì đau khổ sẽ theo ta như xe theo chân của vật kéo. Chúng ta biết rồi, con bò, con ngựa mà kéo xe đó, mặc dù chúng ta không phải là trâu bò, chúng ta phải là ngựa, nhưng mà mình biết là mình đi không thiện nhẹ nhàng, nhưng mà máng cái ách vào, máng dây cương vào rồi phải kéo xe ra thì nặng nề. Xe theo con bậc kéo thì nặng nề. Nhưng mà trong bài kệ thứ hai, Đức Phật dạy rằng tâm dẫn đầu cả pháp, tâm là chủ, tâm tạo tác. Nếu với tâm thanh tịnh nói năng hay hành động thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời. Chúng ta nói rằng thân thiết mật thiết như hình với bóng, có bao giờ trong chúng ta mà ai nói cái bóng nó nặng bao giờ đâu? Mặc dù có thỉnh thoảng hồi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi từ siêu với chúng tôi có nhiều khi ở dưới miền quê có câu hỏi nặng bốn vía, thì chúng tôi biết nặng bốn vía, bốn vía nó có nặng thiệt hay không chúng tôi không biết, nhưng cái bóng của chúng ta thì không nặng thứ, cái bóng của chúng ta hiểu không nặng như bóng không rời. Thì như vậy trong cái câu mà như xe theo chân bật kéo và như bóng không rời hình, nó là một cách nói ví von, nhưng mà trên một phương diện nào đó thì nó cũng nói đến cái nặng và cái nhẹ. Có những người trong cuộc sống họ làm rất nhiều việc, rất là giàu có về tiền bạc, địa vị rất là cao, rất cao trọng, nhưng mà tâm tư họ luôn luôn nặng nề. Cũng có những người sống bằng một tâm tư rất là nhẹ nhàng. Nếu mình để ý, mình thấy hàng ngày rồi, thì có những người cái tâm họ nó vướng vấp những chuyện không đâu ra đâu hết, lúc nào cũng có vấn đề, lúc nào cũng than phiền, lúc nào cũng phiền hà hết chuyện này, phiền hà hết chuyện kia, gần như là trăm dâu đổ đầu tầm, cả cuộc đời đều đổ trên đầu trên vai họ. Nhưng mà thật ra thì cái chuyện mà trăm dâu đổ đầu tầm hay là trên ra dưới búa, nó một phần là do hoàn cảnh, nhưng một phần là do chính mình. Mình chọn cái thái độ chấp nhận như vậy. Nhưng mà nếu mà mình sống mà mình có được một cái lối sống mà thật sự sống trên thiện tâm, thì chúng ta được đạt được một cảnh giới nhẹ nhàng. Sự nhẹ nhàng đó là một cái gì tương đối rất là khó diễn tả. Chứ tôi lấy một ví dụ. Đức Phật có dạy trong kinh, có những thứ hạnh phúc. Hạnh phúc của một người cư sĩ đó, người cư sĩ có những hạnh phúc đó. Có thể làm ra đồng tiền bằng cái sinh kế lương thiện, bởi đôi tay và mồ hôi nước mắt của mình, một cách lương thiện, sinh kế lương thiện. Làm ra được đồng tiền cách lương thiện rồi, mà có khả năng hưởng dụng cái tài sản đó một cách hợp tình hợp lý, cũng là một thứ hạnh phúc. Rồi hưởng thụ tài sản cách hợp tình hợp lý, hạnh phúc mà có thể
giúp đỡ cho những người thân bà con quyến thuộc cũng là một niềm hạnh phúc. Và cái đời sống mà không có nợ nần cũng là một thứ hạnh phúc. Cái hạnh phúc mà Đức Phật dạy là đời sống gọi là vô trái lạc, không nợ nần, nó cũng là một thứ nhẹ nhàng của đời sống người cư sĩ. Và trong cái đời sống của những vị tu sĩ đó, thì chúng ta thường nói đến trạng thái khinh an. Khinh an là trạng thái nhẹ nhàng. Và ở trong cái sâu thẳm của thiền định đó, nó còn có một thứ khác nữa, được gọi là khinh hỷ. Tức là cái sự hân hoan do sự nhẹ nhàng mà ra. Cái sự hân, cái pháp hỷ mà do sự nhẹ nhàng đó, nhiều khi rất là khó diễn đạt. Đời sống chúng ta hàng ngày luôn luôn là những cái bắp thịt, những cái thần kinh của mình nó bị áp lực của tâm lý, phải thế này đừng thế kia, làm sao được cái nọ. Do đó chúng ta có những sự căng thẳng. Một người mà có khả năng đi sâu vào định lực mà họ cảm thấy những thứ khác không quan trọng, đôi khi họ cảm nhận được một trạng thái thật sự nhẹ nhàng, thật sự hân hoan. Hân hoan đó gọi là phi tí, nghĩa là pháp hỷ. Và trong sự hân hoan đó, nó có những cái cảm giác ví dụ như là như sóng biển ập vào trong người, nó làm cho chúng ta mênh mông. Nhưng mà nó có cái trạng thái của nhiều khi nhẹ nhàng giống như bay bổng, thì nó cũng là một thứ pháp hỷ. Đó là cảm thấy giác nhẹ nhàng an lạc thật sâu ở trong cái thế giới của tâm lý. Thì chúng ta nói một cách dài dòng nhiều việc như vậy đó để làm sáng tỏ một điểm, là nói đến cái nặng cái nhẹ đó thì bình thường chúng ta nói tới phương diện vật lý, nhưng mà trên phương diện tâm lý nó cũng có cái trạng thái nặng và nhẹ. Những trạng thái này phải được cảm nhận. Một ngày thư thới, thanh thản, không có phiền muộn, chúng ta sẽ đi bộ, cứ thế ngồi nhìn vào hơi thở và thấy rằng cuộc sống này nó đang diễn ra chung quanh theo cái đặc tính tự nhiên của nó. Có sanh, có diệt, có đến, có đi, trời có sáng, có tối, có nắng, có mưa. Một quốc gia có thịnh, có suy, xã hội có lúc thề về, lúc khác. Nhìn một cách rất là thăng trầm. Nhìn những cái thăng trầm đó một cách an nhiên. Không có đòi hỏi là phải như thế này hoặc đừng như thế kia. Ở trong tình vô ngã tướng đức, thì Đức Phật Ngài nói trên một cái quá trình của một người mà chuyển hóa cái sự nhận thức của mình. Cái sự chuyển hóa đầu tiên đó là nhận ra được cái sai ở trong sự cố chấp. Cái sự cố chấp đó là tôi phải điều khiển được cuộc đời, tôi phải điều khiển được sắc thọ tưởng hành thức. Bởi vì sắc thọ tưởng thức là của ta. Thì Đức Phật Ngài dạy, này chư tỳ kheo, sắc quẩn là vô ngã, không phải là của ta. Nếu sắc quẩn là
thật sự là của ta. Người đời có thể nói xin cho sắc quẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Để các tỳ kheo, sắc quẩn thật là vô ngã, nên người đời không có thể nói xin cho sắc quẩn như thế này, đừng như thế kia. Đó là cái nhận thức đầu tiên, là chúng ta chấp nhận rằng sắc thọ tưởng hành thức nó đều có một cái giống nhau, là chúng ta không thật sự có chủ quyền, và chúng ta không nên đòi hỏi nó phải thế này đừng như thế kia. Mà nếu nó không được thì chúng ta làm trận, làm thượng, làm dữ lên. Tại vì sắc thọ tưởng hành thức nó có tự tánh riêng của nó. Và Đức Phật Ngài trở lại sau khi Ngài hỏi cả năm quận này, thì Ngài trở lại Ngài hỏi một cái chi tiết hơn, để các tỳ kheo, các thầy cho sắc quẩn là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, sắc quẩn là vô thường. Cái gì mà vô thường thì đó là khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, cái đó là khổ. Cái chữ khổ để là rỗng không. Cái gì vô thường là khổ, có sự biến hoại cho lẽ thường, thì có nên cho cái đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. Rồi Ngài hỏi về thọ tưởng hành thức của Ngài. Và khi mà nhận ra như vậy đó, thì Đức Phật Ngài khuyên một điều rằng đừng bao giờ mà lầm tưởng rằng cái này nó vô thường, cái kia nó vô thường. Mà đã là sắc, đã là thọ, đã là tưởng, đã là hành, là thức, thì tất cả đều như nhau hết. Này các tỳ kheo, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn nào, dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ lưu thẳng, gần hoặc xa, các quẩn này chỉ là quẩn thôi. Các con nên nhận thức bằng chánh trí đúng theo thực tướng như vậy. Đó không phải là của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Đó là cái nhìn khách quan và toàn triệt. Toàn triệt là bởi vì không có một cái ngõ ngách, không có một cái nhỏ nhặt vi tế nào mà còn nên để vướng mắc lại. Dù đó là trong quá khứ, hiện tại, vị lai, dù là bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, chúng ta. Và rồi, đây là cái sự chuyển hóa mà Đức Phật dạy. Để các tỳ kheo, bậc thinh văn, được nghe và thấy rồi, như thế rồi, liền sanh tâm nhàm chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức. Chỉ nhàm chán để tức là diễm ly, nhàm chán ở đây tức là không có bám víu được. Do nhàm chán về ly tham là không có dính mắc, do ly tham tâm được giải thoát, do ly tham tâm được nhẹ nhàng giải thoát. Thứ gì giờ? Nếu chúng ta đi sâu vào ở trong giáo lý của Đức Phật thì cái yếu tố thanh thản, yếu tố nhẹ nhàng không phải chỉ có ở trong cái sự tu tập về thiền định như hồi nãy chúng ta nói pháp hỷ, không phải chỉ nói cái ở bên ngoài là sự khinh an, mà chúng ta nói trong phương diện tuệ giải thoát ấy. Cái tuệ quán đó, bậc thinh văn được nghe và thấy như thế rồi thì sinh tâm yểm ly đối với sắc, yểm ly đối với thọ, yểm ly đối với tưởng, yểm ly đối với hành, yểm ly đối với thức. Do yểm ly thì bị ly tham, do ly tham tâm được giải thoát. Thì như vậy ngay cả trên phương diện trí tuệ đó, trên phương diện gọi là tu tập tuệ giác đó, thì nó cũng có một cái công đoạn, và công đoạn nói là sự nhẹ nhàng, cái sự buông xả, sự không có vướng bận, không có nặng nề. Về điều này thì nó có ý nghĩa rất là quan trọng. Nếu chúng ta đọc ở trong kinh, đặc biệt là những bộ kinh nói nhiều về sự tu tập, ví dụ như Tăng Chi
tương ứng trung bộ vân vân, thì chúng ta được nghe rất nhiều. Một cái tâm không có dao động thì đạt được sự khinh an. Cái khinh an đó, đó là sự nhẹ nhàng. Ở trong rất nhiều trường hợp, sự khinh an được hiểu là gì? Là trạng thái thư thới, trạng thái nhẹ nhàng. Người Trung Hoa họ có cái chữ rất là hay gọi là chữ khinh khoái. À, chữ khoái trong tiếng Việt thì nó hơi thô, nhưng mà chữ khinh khoái ở trong chữ Hán là chữ rất là đẹp. Khinh khoái là một trạng thái hạnh phúc do sự nhẹ nhàng, đó là khinh khoái. Ví dụ như mình đi đường mình phải gồng gánh mang vác cái gì đó, tự nhiên có một người đi ngang mà họ lái xe, họ nói thôi cứ đưa bộ mình đi, cái nặng nề đó để lên xe chở về cho, đi tay không thì rất là khỏe. Chúng tôi có những lần như vậy, chúng tôi biết được, cảm nhận được cái trạng thái nhẹ nhàng của thân và tâm. Đấy, ví dụ là có những lần chúng tôi đi hành hương sau Ấn Độ rồi về ghé Miến Điện hay là Thái Lan, rồi cần thỉnh y về cho lễ, thỉnh tượng Phật về cho chùa, thì khi mình thỉnh thì mình cũng phải thỉnh thôi, nhưng mà về nó nặng nề. Nhưng mà buổi chiều quý Phật tử qua đó rằng ngày mai tụi con về trước, sư cần mang cái gì về trước sư hoan hỷ đưa. Chúng tôi đưa hết mấy cái đồ nặng nề đó quý vị Phật tử mang về trước. Và thường là quý Phật tử tội nghiệp lắm, giờ quý vị đi quý vị hay lắm, mà mỗi khi quý vị mang hết đồ về trước thì thật sự mình đã được cảm thấy rất là dễ dàng, cảm nhận được một cái niềm hạnh phúc, rất hạnh phúc. Khi mà không phải là khuân vác, không phải là gồng gánh nữa, thì trong cuộc sống nội tại của chúng ta, một trong những cái khía cạnh mà gọi là hạnh phúc, chúng phải để ý là sự rỗng rang, sự nhẹ nhàng, cái chúng ta gọi là khinh khoái hay là nhẹ tên nha, trong lòng cái trạng thái đó nó được cảm nhận qua nhiều hình thức lắm. Nhưng mà nói chung là cái chất của thiền đó là cái chất của nhẹ nhàng, và cái chất của phiền não là chất của nặng nề. Và trong vật lý họ nói rằng cái gì nặng thì chìm xuống và cái nhẹ thì đi lên. Bởi vì có câu nói rằng khi mà chúng ta rời bỏ cuộc đời này qua cái nhìn của Phật Pháp, thì điều quan trọng không phải là mình mang theo được cái gì, mà điều quan trọng là mình bỏ lại được cái gì. Càng bỏ nhiều thì càng nhẹ nhàng, đơn giản vậy thôi. Càng bỏ nhiều thì càng nhẹ nhàng. Do vậy trong cái cách nói vĩ mô thì khinh thân khinh tâm là một trạng, là một cái chất liệu khiến cho tâm pháp được nhẹ. Có nghĩa là nó đối lập lại với hai cái trạng thái hung trầm và thủy miên, hai trạng thái lập trì trệ. Nhưng mà trên phương diện vĩ mô thì chúng ta có thể, trên phương diện đại loại đó, thì chúng ta có thể tìm thấy rất là nhiều kinh pháp đề cập đến cái giá trị của sự thanh thản, giá trị của sự thư thới trong đời sống này. Và những điều này đó, nói một lần nữa là cái giá trị của sự buông xả. Tại sao cái nhìn của Phật học khác với cái nhìn của người ở bên ngoài? Người ở bên ngoài phải có cái này, phải có cái kia, phải đạt cái nọ mới hạnh phúc. Cái chìa khóa mà hạnh phúc trong Phật học nằm ở chỗ là cái khả năng buông bỏ của chúng ta. Chúng ta buông xả thì chúng ta càng nhẹ nhàng. Càng nhẹ nhàng thì càng được hạnh phúc. Mà đôi khi buông xả nó không có cái điều kiện đòi hỏi. Giống như bây giờ chúng ta đọc những câu chuyện là Nguyễn Ánh khi mà còn là một người sống bôn trổ,
đi tìm cách để chống lại Tây Sơn, chống lại Vua Quang Trung, để lên ngôi làm Gia Long Hoàng đế, thì không biết bao nhiêu là những gì mà kiểu nặng âu lo liệu toan. Nhưng mà chúng ta nó ngược lại hình ảnh của một ông hoàng từ bỏ ngai vàng, ví dụ Đức Bổn Sư của chúng ta, hay là những thái tử của dòng Thích Ca, hoặc giả là có những vị vua mà từ bỏ cả vương quốc và trở thành một đạo sĩ. Cái sự từ bỏ nó không đòi hỏi nhiều, nó chỉ đơn giản là sự buông tay thôi. Nhưng mà điều đó không phải dễ. Ngay cả khi mà chúng ta nằm ở trên giường bệnh, chúng tôi có rất nhiều lần đứng bên cạnh một người sắp ra đi, sắp rút ống ra đi. Ở lúc đó thì chúng tôi chỉ mong rằng người đó, và cũng mong rằng khi mà mình là người nằm ở trên giường bệnh như người đó, thì mình có thể làm được một điều là có khả năng buông bỏ. Có khả năng buông bỏ. Cái khả năng buông bỏ đó nó làm chúng ta nhẹ nhàng. Như là Đức Phật dạy rằng: này các tỳ kheo, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn nào, dù trong thời quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thu thiện, vi tế, hạ liệt, thu thẳng, gần hoặc xa, các quẩn này chỉ là quẩn thôi, các con nên nhận thức. Thực tướng này bằng chánh trí như vậy, đó không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta. Và một cái hình ảnh sau cùng mà chúng tôi muốn mượn để nói lên cái trạng thái nhẹ nhàng mà Đức Phật này dạy ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Có những người quét những chiếc lá vàng rơi rụng trong sân chùa kỳ viên này, trong kỳ viên tự xã này. Họ đổ xuống khố rác và đốt đi. Các con có cảm thấy buồn lòng không? Bạch Đức Thế Tôn: không. Tại sao vậy? Tại con không nghĩ rằng những chiếc lá vàng đó là của ta là tự ngã của ta. Cái nhìn đó là cái nhìn rất là tự nhiên, rất là thiết thực. Nó bốn là như vậy. Chiếc lá vàng thì nó liệt hết. Và khi nó rơi xuống dưới sân chùa thì có những người hụt lại đổ xuống hồ rác hoặc đốt nó đi. Nó đến và đi cuộc đời này. Thì cho đến khi nào mình nhìn thấy cuộc sống nó giống như vậy, thân tâm của chúng ta cũng như vậy, sắc thọ tưởng hành thức cũng như vậy, thì chúng ta đạt được một sự nhẹ nhàng. Và cái sự nhẹ nhàng đó rất là khó diễn tả. Rất là khó diễn tả. Khi nào mà mình có cái tâm quan trái thù hận với ai đó mà rũ bỏ đi được, cảm thấy nhẹ nhàng, an lạc. Khi nào mình có điều gì vướng vấp trong lòng mà có thể buông ra được, mình cảm thấy nhẹ nhàng, an lạc. Thì thưa quý vị, trở lại một kết luận là khinh tánh, khinh tâm là hai cái tố chất mà đã khiến cho bốn danh quẩn. Khinh tánh là làm cho thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn được dễ dàng. Khinh tâm là làm cho thức quẩn được dễ dàng. Cả bốn danh quẩn này thuộc về danh pháp, thuộc về tâm pháp. Tâm pháp giống như sắc pháp. Sắc pháp về vật chất thì có cái nặng, cái nhẹ. Và tâm pháp thì cũng có nặng, có nhẹ. Nhưng mà cái nhẹ của tâm pháp phải được chúng ta hiểu trong nhiều chiều kích khác nhau. Nhưng mà phải nói một điều là sống với phiền não, hành động với phiền não, nhận cái quả của phiền não thì luôn luôn nặng nề, giống như là con bò mà kéo xe, chiếc bánh xe luôn luôn nặng nề. Và sống với thiện tâm, sống ít phiền não, ít cái vướng vấp, thì cái chất của thiện, cái chất của tịnh hảo đó, nó nhẹ nhàng. Và thiện tâm, thiện hạnh và thiện quả đó, thì nó nhẹ nhàng giống như là bóng không rời hình. Xin kết thúc bài phần nói chuyện hôm nay về hai cái thuộc tánh, khinh tánh và khinh tâm. Bây giờ thì xin được kính thỉnh thượng tọa Từ Siêu. Nếu hình như thượng tọa Từ Siêu không có ở trước máy phải không quý vị hả?
Quý vị có thấy có trường tồn tiêu siêu không? Chứ tôi không thấy. Và chắc trường tọa Pháp Đăng ơi, trường tọa có còn ở trước máy không? Nếu trường tọa Pháp Đăng có ở trước máy, xin trường tọa Hoa Kỳ nói cho vài lời trong lúc soạn các câu thảo luận. Một lần nữa xin được hỏi trường tọa Pháp Đăng, trường tọa có nghe được không? Trường tọa Pháp Đăng ơi, trường tọa Pháp Đăng có nghe được không? Nếu tọa Pháp Đăng nghe được, dạ thính trường Pháp Đăng ơi, kính thỉnh trường Pháp Đăng. Hello. Để tiếp theo lời của từng tòa, để từng tòa soạn những cái câu thảo luận thì như là cái bài học hôm nay đó thì chúng ta học về những cái thuộc tánh. Những cái thuộc tánh của thiện pháp. Thì chúng ta biết rằng đối với vi diệu pháp đó, thì như là nói về cái một cái bức tranh, hay là một cái ngôi làng, hay là một quốc gia đó, thì nó có nhiều cái thành phần. Ở trong đó có nhiều cái ngành nghề, cũng vậy, trong đó nó có nhiều cái nhu cầu mà con người cần. Dù bất luận đó là những cái phương tiện qua lại, hay là những cái vật liệu chúng ta xài, hay là những cái bất luận là chúng ta thấy, chúng ta nói đến những cái vật gì mà con người cần xài để giải quyết cho cái đời sống này, mình gọi chung, nếu mình nói theo Phật pháp là danh và sắc, thì cũng có ở trong cái cấu tạo của con người, trong cái cấu tạo của xã hội, trong cái cấu tạo của các pháp hữu vi. Đi khi chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật là bậc pháp vương, vì ngài hiểu, ngài hiểu được cái sự thật, ngài hiểu được cái sự thật của các cái pháp. Và khi mà các cái pháp đó được Đức Phật ngài phân tích, thì phân tích đó, như là những cái bài học trung bộ của hôm trước chúng ta học đó, thì chúng ta nghe nói rằng tâm nó cũng có nhiều thứ, tưởng cũng có nhiều thứ, tầm nó cũng có nhiều thứ, và những cái thân khẩu ý đó, nó cũng có nhiều thứ. Ở đây á, thì giống như một cái xã hội, giống như một cái đất nước, một cái sự sống của những loài nào, dù là những loài thủy tộc thì nó cũng ăn rất là nhiều thứ. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta học về ví dụ pháp đó, thì học về cái thực tính pháp đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng trong cái pháp thiện đó, mà nó có được thì nó có nhiều cái thuộc tánh. Những cái thuộc tánh này đó, mà bữa hôm nay chúng ta nghe tiếp đó, thì nó là những cái thuộc tánh như là khinh thân, khinh tâm, hay là nhu thân, nhu tâm, hay là tích thân, tích tâm, hay là thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. Thì như vậy, những cái thuộc tánh mà mình kể trong trong thức tịnh như là, hay là trong mà những cái giác chi đó, như là kinh an giác chi hay là tịnh giác chi, thì những cái thuộc tính đó nó cũng được nói trong vi dục pháp. Khi mình nói đến cái thân tâm liên quan lẫn nhau, nên chúng ta thấy thường thường nó một cặp, nhu thân thì có nhu tâm, tích thân thì có tích tâm, tích thân thì có tích tâm, thuần thân thì có thuần tâm. Nên khi mà chúng ta nghe như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng nếu cái thuộc tính thiện pháp đó, nó làm cho tâm và thân được nhu nhuyễn, hay là tâm và thân nó được thanh khiết, hay là tâm và thân nó nhẹ nhàng, hay là tâm và thân nó ngay thẳng, thì nó đều có một cái cặp,
mà thường thường chúng ta gọi là những cái sở hữu tịnh hảo biến hành, tịnh hảo. Thì thường thường chúng ta, nếu mà chúng ta học được cái thuộc tính pháp thiện đó, ví dụ chúng ta nói rằng một cái pháp thiện nó là không bệnh hoạn, nó là khôn khéo, nó là khôn ngoan, nó là sáng suốt, nó là không lỗi lầm, nó là cho quả vui. Chính vì cái không bệnh hoạn mà mình gọi là không bệnh thân hay không bệnh tâm, và tâm và thân đó, nó không bệnh đó, là cái thiện pháp. Và khôn khéo hay là khôn ngoan hay là sáng suốt hay là không lỗi lầm hay là cho là quả vui. Thì khi mà chúng ta học, chúng ta thấy rằng dù là kinh Trung Bộ như là cái bài kinh 40 đại pháp đó, thì Đức Phật này cũng nói đến chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, đưa đến sanh y hay đưa đến đạo chi. Chúng ta cũng hiểu rằng những cái thuộc tính pháp thiện đó, nó làm cho cái hành trình, cái hành trình trên cái đạo lộ giác ngộ giải thoát đó, là một cái hành trình mà mình gọi là có cái sự, cái sự tốt đẹp của thiện pháp ở trong thân lẫn tâm, ở trong thân lẫn tâm, xuyên qua những cái, những cái tâm sở, những cái tâm sở hay là cái sở hữu đồng sanh với tâm, đồng nương một căn, đồng biết một cảnh, đồng sanh đồng diệt. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng khi mà học về vi diệu pháp đó, nó cũng là một cái, một cái môn học mà cho cái sự bao trùm, bao trùm cả vũ trụ hay là bao trùm, bao trùm tất cả chúng sanh, dù là những loài nào đi nữa thì cũng được Đức Phật ngày phân biệt là thân và tâm hay là sắc và danh. Những cái loại nào là có danh có sắc, loại nào là có sắc mà không có danh, hay là loại nào có danh mà không có sắc, thì được phân biệt rất là kỹ lưỡng. Và những cái thuộc tính thiện đó đó, ở trong cái người tốt mình, hay là mình nói mình học trong bữa hôm mình học trong tưởng đó, nó có nhiều loại. Bởi vì tưởng có nhiều loại là nó sanh theo những cái tâm thiện, mà thiện nó ở góc thiện nào, gốc thiện dục giới tịnh hảo, gốc thiện đáo đại sắc giới, hay là đáo đại vô sắc giới, hay là những cái tâm siêu thế, nó sanh lên những cái thuộc tính thiện ở trong các cái pháp, các cái từng thứ tâm, những cái từng loại tâm, từ từng những cái từng thiền, hay là những từng vượt qua khỏi cái sự sanh tử luân hồi, như là những cái tâm đạo tâm quả. Thì chúng ta cũng được nghe, và những cái thuộc tính thiện này đó, những cái thuộc tính như thuộc tính khinh thân hay là khinh tâm đó, thuộc tính khinh hay khinh tâm đó, là những cái thuộc tính mà nó đi có cặp có đôi, và nó làm cho thân tâm được nhu nghiến, thân tâm được thuần tịnh, thân tâm được ngay thẳng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng, nói như vậy nhưng mà khi mình nói đi rồi nói lại, nói đi nói lại là gì? Ví dụ một cái người mà có cái tâm thiện thì nó điều khiển cái sắc nghiệp thiện, do cái tâm và tâm sở đó, nó điều khiển cái sắc. Nên thường thì khi mà điều khiển như vậy đó, với tâm của Đức Phật biết được tâm của người đó, người đó có những cái thuộc tính thiện. Nếu mà giờ này mà người đó lâm chung đó, thì người này sẽ sanh về nhàn cảnh. Và những cái thuộc tính thiện này đó, nó phân loại từng thứ, từ thiện dục giới cho đến thiện sắc giới, hay thiện vô sắc giới, hay thiện siêu thế đó, cũng được Đức Phật ngày nói về những cái thuộc tính thiện này, nó ở trong cái góc độ nào, ở trong cái tình trình độ nào, nó trong cái loại tâm nào, và ở trong cái loại người nào, thì được phân biệt như vậy. Như vậy thì chúng ta hiểu là những cái thuộc tính này nó có cái, những cái điều kiện sanh khởi, nó có những cái pháp mà để đồng sanh. Ví dụ như đồng sanh với tâm là những cái tâm sở. Ví dụ như tâm thiện sanh khởi đó, thì những cái tâm sở, 19 cái tâm sở tịnh hảo, ở trong đó có cái tâm sở thuộc tánh khinh thân, khinh tâm này đó, nó sanh khởi. Nên nó gọi là, chúng ta dùng cái từ gọi là tịnh hảo biến hành, có nghĩa là những cái thuộc tính thiện tốt đẹp nào đó, thì nó có những cái nhóm tịnh hảo này sanh khởi, không thể nào thiếu. Mà chúng ta học thì chúng ta cũng nắm được một phần là, nếu những cái tâm thiện dục giới, 24 năm thì dục giới, hoặc là hai biển đáo đại,
hoặc là 12 tâm thiện, 40 tâm thiện siêu thế, hoặc là 20 tâm đạo, 20 tâm quả, thì những cái thuộc tính thiện này đó, nó cũng sanh ra trong đó. À, nên khi mà nói nó sanh có nhiều thứ nhiều loại đó, dù là thiện nó cũng có nhiều thứ nhiều loại. Đừng nói gì tới bất thiện, bởi vì tâm nó có nhiều thứ nhiều loại, và tưởng nó cũng có nhiều thứ nhiều loại, và tầm nó cũng có nhiều thứ nhiều loại. Vì những cái thuộc tính này á, nó có một cái sự liên kết, cái sự liên kết với nhau đó. Nên chúng ta hiểu được cái sự liên kết đó, nó giống như một cái quần thể của xã hội, hay quần thể của một cái vùng núi, vùng đồi, vùng biển, dùng sông, rạch, ao, ngòi gì đó, nó có những cái sự liên kết với nhau, thì cũng giống như vậy. Khi chúng ta học những cái thuộc tánh thiện pháp, nó cũng có cái sự liên kết với nhau, nó liên kết với những tâm, và nó liên kết với những cái tâm góc độ này, góc độ kia, dục thiện, thấp thiện cao, thiện ở góc độ dục giới, hay là thiện trong góc độ sắc giới, hay vô sắc giới, hay là thiện trong góc độ siêu thế. Thì nó được nói đến như vậy đó vì nó có những cái sự liên quan với nhau, và nó có cái sự hiện khởi có mặt. Nên được Đức Phật ngày thường nói rằng với tâm của Ngài biết được tâm chúng sanh, với cái tâm hiền thiện này thì người này với cái lúc này đó, mà người này thân ngoại mệnh chung, người này chắc chắn sẽ sanh lên cõi lành, cõi thiện tốt, sanh cộng trú với chư thiên tứ đại thiên vương, chư thiên đao lợi, chư thiên dạ ma, chư thiên đồng sức, hoặc là chư thiên tha hóa tự tại, hay là những cái vị này là những cái vị Bồ Tát đang thực hành những cái thiện pháp, và những cái thiện pháp đó đó do tâm được hình thành từ trong tâm, và đã thể hiện ra thân và khẩu, thể hiện ra. Và với một cái người mà với tâm mình biết được đó, thì thấy những vị này có cái thiện tâm đang thực hành những cái pháp để đưa đến cái sự giác ngộ, độc giác Phật, toàn giác Phật, là tinh văn giác Phật. Như vậy thì khi mình học về vi diệu pháp đó, để chúng ta thấy rằng cái sự liên kết, nên chúng ta đừng nghĩ rằng với pháp thiện nó chỉ có một, không phải. Nhiều khi Đức Phật nó có một, là Ngài muốn nói đến các pháp thiện nó có một cái thuộc tính, một cái thuộc tính là tốt đẹp, là tịnh hảo. Thì khi nói như vậy, nhưng mà khi mà mình mổ xẻ ra đó, thì nó có nhiều cái phần tâm và tâm sở nó phối hợp với nhau ở trong một cái thiện nghiệp, trong cái sự tu hành, trong một cái việc mà làm lành, làm tốt, làm thiện, nó có cái sự phối hợp với nhau. Được Đức Phật Ngài phân tách giống như một cái nhà bác học phân tách ra những cái loại hợp chất ở trong những cái dụng cụ mình xài, hay là trong những cái máy móc, hay là trong những cái điện thoại, hay là trong những cái đồng hồ, để được kết cấu như thế nào đó, thì những cái nhà khoa học đó, họ biết được cái sự kết cấu. Thì Đức Phật cũng vậy, Ngài biết được cái sự kết cấu của pháp thiện, biết được cái sự kết cấu của cõi vui, cõi tốt, với những cái thiện pháp, với những cái thiện nhân, những cái thiện mang lại cái kết quả cho cái đối tượng đó. Như vậy thì bữa hôm nay đó, chúng ta học về 19 cái thuộc tính ở trong 52 cái thuộc tính của tâm sở, và cái thuộc tính của tánh khinh, có nghĩa là cái sự nhẹ nhàng của thân, cái sự khinh tâm, sự nhẹ nhàng của tâm. Bởi vì thường thường quý vị thấy rằng nếu mình nói đến cái thân nhu nhiến, cái tâm nhu nhiến á, thì phần sắc pháp nó có ba cái sắc mà nó thuộc về 10 nhóm sắc đó, là sấm thất, khinh nhu thích nghiệp đó, khinh nhu thích nghiệp, nó thuộc về cái thuộc tính mà chúng ta thường nói đến, ví dụ như là sắc thần kinh, rồi sắc cảnh giới, sắc trạng thái, sắc đặc biệt. Thì cái sắc đặc biệt là cái sắc khinh nhu thích nghiệp đó. Khi mà chúng ta làm cái việc lành, việc tốt gì đó, thì cái sắc pháp nó do cái danh pháp là do tâm và tâm sở đó, nó làm cho cái sắc pháp nó có cái sự nhẹ nhàng, gọi là mình gọi là khinh thân, khinh nhu thích nghiệp.
Khinh là sự nhẹ nhàng của thân, nhu là cái sự nhu nhuyễn của thân, và thích nghiệp là cái sự vừa vặn, vừa vặn trong cái việc mà thường, ví dụ thấy một người mà múa vũ hay là một người họ đánh cái bài quyền, thì họ đánh mọi người khen tặng đó là họ thuần thục và họ nhẹ nhàng nhu nhuyễn, làm vừa, mình gọi là khinh nhu trích nghiệp. Thì cũng như vậy, cái sở hữu khinh, thuộc về khinh thân khinh tâm đó, có nghĩa là làm cho cái thân nó cũng nhẹ nhàng, nó làm cho cái tâm nó cũng nhẹ nhàng. Nên đó, khi mà nói đến sắc và danh nó liên quan lẫn nhau đó, thì chúng ta biết rằng những cái sở hữu những sở hữu mà gọi là khinh nhu thích nghiệp đó là những cái sở hữu mà nó làm cái sự nhu nhuyễn nhẹ nhàng của thân với tâm đó, là nó liên quan lẫn nhau là như vậy. Con không biết là Thượng Tọa Nhất Đẳng đã soạn ra những cái câu thảo luận chưa, con cũng chưa có thấy. Bây giờ thì con thấy Thượng Tọa Nhất Đẳng đã soạn cái câu thảo luận rồi, bây giờ thì con gửi mic lại cho Thượng Tọa để Thượng Tọa điều họp ạ. Sa thú kính trình Thượng Tọa Pháp Đăng. Thưa Tổ Tây Quyền, Thưa Tổ có mặt ở trước máy không? Nếu Thưa Tổ Tây Quyền nghe được xin thỉnh, Thưa Tổ hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Thưa Tổ Tây Quyền, khi mà mình tầm cầu hay là thủ đắc tài sản thì đương nhiên đó là một gánh nặng rồi. Nó có rất nhiều điều kiện. Phải có cái này có cái kia mình mới được cái này được kia. Nhưng mà cái sự buông xả đó, nó có cần điều kiện không? Ví dụ như Đức Thế Tôn ngày từ bỏ ngai vàng, hay là một người từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình, cái sự buông xả từ bỏ đó, nó cần có nhiều điều kiện không? Tại vì có nhiều người nghĩ rằng mình muốn buông xả về mình phải có rất nhiều điều kiện mình mới buông xả được. Nhưng mà ở trên thực tế thì buông xả mình chỉ buông tay, hay là mình phải làm cái gì mình mới buông xả được? Xin kính thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Thượng. Nam mô Bụt Thầy, Giá Nam mô Tam Mai, Giá Nam mô Sang Kha, Giá Giờ Đại Chúng Nghe Rõ. Để cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng. Đại Đức Tự Tri, Thượng Tọa Pháp Thân, Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tự Tri, Sư Nguyên Thông, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong lâm. Thân chào Đức Quý Tu Nữ, cùng Chư Phật Tử. Có thể nói thật ra thì nếu mà chúng ta chấp nhận, chúng ta buông, chúng ta xả thì không có điều kiện gì. Còn cái điều kiện đó, khi chúng ta có điều kiện, cần cái điều kiện thì chúng ta đó thì chúng ta còn chấp. Còn cái dê nói dê chấp này nọ tất cả. Ví dụ như nhiều lần con khuyên một số cái chú cũng lớn tuổi, một số cô lớn tuổi nó là thôi, lớn tuổi thôi, coi như thôi kệ đi tu đi. Còn được phút giây nào của cái thời gian ở cuộc đời này thì thôi, tranh thủ tu được thì tốt, chứ có chuyện gì đâu. Phật Pháp mình cũng có phải mà nó hà khắc gì với cái người già cả. Chỉ vô một cố tu là được rồi. Thưa sư, trời ơi, con bận cái chuyện này, bận cái chuyện kia.
thì ngay cả lúc mà về còn chúng ta còn trẻ thì chúng ta cho rằng bây giờ mình có trách nhiệm với vợ con, nuôi con cho nó lớn, nó trưởng thành rồi mới đứa mình đi cũng không sao, thì chúng ta cũng có cái lý do đó. Rồi chúng ta đi lớn lên đó, chúng ta nghĩ rằng bây giờ rồi chúng ta chẳng lẽ chúng ta bỏ vợ mình rồi chúng ta đi tu, rồi chúng ta bỏ con mình, bỏ cháu mình đi tu. Cái đó nó thật, dẫu cho có như thế nào thì đó là cái sự thật trong cuộc đời, là chúng ta còn bị dính mắc. Chúng ta còn bị dính mắc cho nên chúng ta không muốn buông bỏ. Chứ cái điều kiện là tự chúng ta đặt ra điều kiện, chứ sự thật là muốn buông xả. Cái tâm của chúng ta không giữ gìn là tâm của chúng ta không giữ gìn, chứ không phải vì lý do tôi ghét người đó quá. Bây giờ lẽ ra tôi xả rồi, nhưng tự nhiên tôi gặp người ta, tôi gặp người ta hoài tôi buông không được. Thì cái đó tại vì anh không buông xuống. Bây giờ người ta không gặp người ta cũng muốn buông xuống luôn, cái chuyện nó đi gặp người ta. Thì cho nên vì vậy cái điều mà người ta nói ấy, chỉ là nói thôi. Đây là một cái điều mà sự thật. Cũng như có ai mà có một sự dây trói buộc như như Thái tử Siddhartha. Khi con mới chào đời, khi vợ mới về, khi vợ còn là một chúng ta nói rằng đó, con còn còn mẹ còn đang coi như ấp con, đang che chở cho con còn non, còn rất là yếu mềm, mà Bồ Tát vẫn dứt khoát để bỏ ra đi. Bởi vì Ngài nghĩ rằng cái việc mà Ngài đã đi đó, biết không có Ngài thì có nhiều cái điều kiện cũng chăm sóc được, chứ không phải là cái điều kiện mà có Ngài thì mới chăm sóc được, không có Ngài thì vẫn chăm sóc được. Cho nên Bồ Tát vẫn là Bồ Tát đã đi. Đành rằng thì dĩ nhiên nó phải trái ngang chứ. Nếu nó theo cái ái chấp của đời, theo cái câu thúc của đời, thì nó cho đó chính là một cái điều mà nó hơi nhẫn tâm. Nhưng điều sự thật ra mà nói, ta phải làm ngược lại, bỏ một cái điều bỏ mà nó khó bỏ. Điều mà buông bỏ khó có người buông bỏ. Và người ta, chúng ta tu thì trong một cái im ấy, trong cái nhẹ nhàng, chúng ta cũng buông bỏ được. Đó chính là đặng danh, đặng lợi, chúng ta cũng thể buông bỏ được. Mà trong cái trái ý nghịch lòng, chúng ta cũng buông bỏ được luôn. Chứ nhiều khi đối với cái khổ, người ta có thể là buông bỏ được. Đó, cái ý nghịch lòng bị người ta đánh mất, bị người ta ăn hiếp, bị người ta cướp giật, bị người ta lừa gạt, vân vân, mình cảm thấy mình bỏ. Thì cái điều đó chúng ta coi nó là khó, nhưng nó khó hơn khi cái mà chúng ta đang ở đỉnh cao, chúng ta có quyền lực, chúng ta có tiền bạc, chúng ta có danh tiếng, nhưng chúng ta có thể chấp nhận, biết buông bỏ, biết tha thứ, biết bỏ qua cho người. Ở đây chính là cái giá trị tu tập đạo cao đức trọng là chỗ đó, chứ không phải tu lâu lên sư cụ. Nó không có điều kiện. Cho nên vì vậy, đối với người tu, nếu mà thật sự chúng ta tu, chúng ta muốn tu thì chúng ta buông bỏ được tất cả. Còn nếu như chúng ta còn một chút gì đó, nó dính lại cuộc đời, hay là chúng ta kiện một lý do này, một lý do nọ, thì đó là lý do của phàm trần, của phàm tình. Chứ không phải là Phật có yêu cầu hay là Phật Pháp có yêu cầu cái điều kiện gì cả. Bây giờ như chúng ta thấy, đó là đau khổ. Ngay cả Đức Phật kêu cần phải buông bỏ nó ra mà. Đó là cái lời Phật mà ngay cả ái dục, ái sắc, ái vô sắc, ngay cả các cái dính mắc về các cái cảnh thiền, cảnh giới của thiền định, mà còn kêu phải buông bỏ mà. Nếu cả tất cả những gì mà chúng ta thành tựu được, dầu cho đó pháp thiện hay pháp bất thiện là bỏ ra chặt rồi, còn pháp thiện này cũng buông bỏ luôn nữa. Không phải tu tập tức là ước cầu cảnh giới tái sinh. Tu tập không phải là mong cầu một cái gì đó nó tươi sáng ở trong tương lai, mà chẳng qua tức là tu tập để làm cho cái tâm này nó bớt phiền não.
Nếu như phiền não nó nặng thì chúng ta cho nó bớt. Nếu phiền não nó đã bớt rồi thì chúng ta tính lương nó, làm cho nó chuẩn quá, nó tốt đẹp hơn. Thì đây mới là cái giá trị tu tập, đây mới là cái giá trị cần thiết. Thì trong cái đời sống tu, hay là cái đời sống mà cần buông bỏ đó, đòi hỏi chúng ta có thể giữ cái tâm được, chúng ta có thể vượt qua được hay không, đó chính là do mình, chứ không có lý do điều kiện gì trên chính mình. Bởi vậy đó, cái chỗ mình có chiến thắng được mình thì chúng ta mới buông bỏ được. Còn nếu chúng ta bị bại trận thì chúng ta không thể buông bỏ được. Đây là chúng ta bị bại trận dưới cái ma lực, dưới cái chúng ta gọi là ma vương. Chúng ta chưa thoát lỗi khỏi cái vòng kiềm tỏ của ma vương. Đang nói trong hình thái nhẹ nhàng thôi, với tiền của tài sản, vật chất, vợ chồng, con cái, những cái hư danh, những cái gặp nhau cuộc đời này nó còn chưa bỏ được mà. Đừng nói chi là những cái kiến chấp của chúng ta. Chúng ta phải nhớ như vậy. Vì thế cho nên quả thật nếu như chúng ta tu tập thì chúng ta đã bỏ được thì cố gắng, không bỏ được thì cố gắng bỏ, mà bỏ được rồi thì việc nhỏ, việc lớn quá thành việc nhỏ, việc nhỏ xem như là không. Chuyện gì rồi cũng qua hết. Có đôi khi chúng ta ám ảnh, chúng ta áp lực nhiều việc mà chúng ta cho rằng nó như thế này, nó như thế nọ, nhưng cuối cùng chúng ta đâu biết. Tất cả cảm thọ, tất cả cái tướng trạng nó đều là không thật, nó đều là không bền vững, nó phải ra đi. Cho nên chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta buông bỏ bao nhiêu niềm đau, nỗi khổ, bao nhiêu sự mất mát của tất cả chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng mất người đó chúng ta không thể sống được, nhưng rồi chúng ta cũng sẽ sống thôi. Mất vật đó chúng ta không thể nào mà chúng ta yên ổn được, rồi chúng ta cũng sẽ yên thôi. Đây là cái sự thật. Bởi vì cảm thọ thì nó vô thường, nó đi qua. Rồi cảm thọ là cái cảm thọ khổ gì thì nó cũng là như thế. Thì kính bạch thượng tọa, đây chính là cái câu trả lời của chính con là như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh thượng tọa cùng với ngài Nam Mô Bụt Thầy giác. Sa thú kính thiền sư thật thầy quyền thượng tọa pháp tân ấy, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2. Thưa pháp tân, ở trong kinh pháp tự có câu nói rằng một cái vị đệ tử mà thừa từ pháp đúng nghĩa đó là bậc đạo sư sống viễn ly, thì đệ tử cũng tùy học viễn ly, sống tinh cần, không bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. Ở đây cái câu ở trong nguyên văn Pali đó, khi mà đề cập đến Nikkhitasura là không bỏ rơi cái gánh nặng, tức là không có xem thường cái việc sống viễn ly đó. Thì cái chữ mà không bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly nó có cái hàm ý là sống viễn ly là một sự nặng nề hay không, hay là chúng ta nên hiểu theo một cái nghĩa khác? Xin kính thỉnh thì tỏ tân hoan hỷ cho về ý kiến về điểm này. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tòa Tề Siêu, Tòa Giác Đẳng, Tòa Pháp Đăng, Tòa Tề Quyền, Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tề Trì, Sư Nguyên Tông, cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Điều mà chúng ta gặp thì ở trong kinh nói rằng đối với một cái người đệ tử mà sống ở trong cái thiện pháp, mà mình ở đây gọi là Phật ngôn là không bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, chúng ta cũng biết đó là nếu mà nói rằng đời sống luân hồi sanh tử là một gánh nặng, gánh nặng của luân hồi sanh tử, gánh nặng của phiền não,
gánh nặng của phiền não. Mà khi mà ai bỏ được cái gánh nặng sanh tử luân hồi đó xuống, thì người đó mới có thể là giải thoát, tức là từ bỏ cái phiền não. Bởi vì phiền não cái pháp để tạo nên cái đời sống luân hồi này. Thì ở đây đó, nếu mà nói trong cái nghĩa thứ hai, tức là một người thường đó là cái người tu đó, là cái người tu trong Phật pháp này nè, là đi ngược vòng, đi lội ngược vòng, ngược vòng. Khi mà mình lội ngược vòng á, là cái dòng nước mà nó xuôi như vậy đó, thì làm sao mà mình phải lội ngược lên cái dòng nước đó? Nếu chúng ta không lội ngược dòng nước ở đây là dòng nước của thế gian, dòng nước của luân hồi sanh tử, hay mình nói là bị sự chi phối của dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, hay là vô minh bộc lưu đó, thì đó là những người thuận dòng theo cái sự chi phối của phiền não. Rồi do vậy đó thì có cái sự tiếp diễn của đời sống luân hồi, không thân này thì thân khác, tái hiện của ngũ quẩn, diễn tái diễn của ngũ quẩn, nó luôn luôn tiếp diễn như vậy. Thì cái người đó gọi là cái người thuận dòng. Nhưng mà cái người tu á, là cái người mà lội ngược dòng nước, lội ngược dòng nước. Bởi vì sao? Nếu chúng ta thuận dòng thì quả thật là chúng ta không thấy nó là một cái gì mà là gánh nặng của luân hồi hết, gánh nặng của phiền não hết. Còn nếu mà chúng ta đi ngược dòng thì chúng ta buộc chúng ta đó, theo chúng tôi nghĩ đó, là buộc chúng ta phải bỏ đi cái gánh nặng đó, tức là làm sao mà bỏ được cái phiền não, cái phiền não như là tham sân si tà kiến hoài nghi, những cái gì đó mình gọi là ô nhiễm từ nội tâm. Thì khi mà mình tập cho mình bỏ, nó rất khó, nó khó. Tại vì theo chúng tôi nghĩ đó, thì cái phiền não đó thì nó được chất chứa từ nhiều đời, từ biết bao nhiêu đời. Giống như trong kinh nói rằng là vô thủy là luân hồi. Thì khi nào mà có cái sự có mặt của phiền não thì có mặt của luân hồi. Khi nào mà không còn có mặt của phiền não nữa thì lúc đó chúng ta mới có thể chấm dứt luân hồi được. Thì cái người mà bỏ được cái gánh nặng của phiền não thì người đó mới có thể sống được một cái đời sống mà diễn ly, tức là mình cách xa, mình tránh xa và mình không có liên hệ đến phiền não nữa. Như vậy thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là một cái người mà tu cũng vậy. Đức Phật ngài dạy rằng là mình một vị tỷ kheo đó, hành tùy thượng pháp, quan hỷ giới pháp đó, đó là sự tôn kính giáo pháp của Đức Phật, đó là sự cung kính và thực hành như là một cái vị cúng dường Đức Phật là như vậy. Cho nên nếu mà mình một vị đệ tử của Đức Phật á, thì thật sự ra thì trong cái hoàn cảnh nào đó, chúng tôi nghĩ rằng mình phải tập cho mình có cái sống rời bỏ những cái sự hệ lụy, rời bỏ những cái sự hệ lụy, tức là phiền não, thì mình mới có thể là sống một cái đời sống viễn ly. Ở đây muốn nói tức là cái tâm của mình viễn ly tất cả những cái sự trói buộc của phiền não. Thì khi đó đó là một cái việc làm của mình, mình được viễn ly phiền não, rồi mình được giải thoát, thì cái đó cũng như là một cái sự cúng dường đối với Phật, làm bằng một cái sự thực hành. Vì trong kinh mô tả là có hai sự cúng dường. Sự cúng dường bằng những cái lễ phẩm cuộc đời này, lễ phẩm mà chúng ta thấy. Rồi cái thứ hai nữa là cúng dường bằng cái sự thực hành. Thì cái cốt lõi là lời của Đức Phật dạy đó, cũng như là chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật cũng mong sao những cái đệ tử của ngài thực hành theo cái đời sống sống diễn ly đó, để rồi xa lìa cái phiền não, chấm dứt những phiền não để đạt được cái sự giải thoát. Mà khi mà mình tu tập như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng là
Nó là một cái sự rời bỏ, nó khó lắm. À, khó lắm. Nó khó như vậy thì sự thật là không lẽ không ai làm được. Nhưng mà đối với từ cái người phàm phu mà trở thành những cái bậc thánh năng, thánh nhân mà viễn ly hoàn toàn những phiền não, thì đó là một cái giai đoạn mà chúng ta thấy rất là khó. Như vậy thì khi mà tâm tâm mà hoàn toàn viễn ly cái phiền não thì người đó được cái sự giải thoát. Còn như mình đối một cái người phàm phu bình thường ấy, thì mình tập cho mình sống cái đời sống viễn ly, tức là những cái gì mà hệ lụy với phiền não thì chúng ta lắng bỏ từ từ, rồi chúng ta cũng cố tâm để quyết tâm để chúng ta bỏ những cái phiền não đó, rồi chúng ta sống, tập cho mình sống viễn ly, tâm không có dính mắc ở trong cái phiền não tham dục sân hận hại não hại, chúng ta không có những cái dính mắc ở trong những cái phiền não đó, thì thật sự là mình được cái sự an lạc, được sự giải thoát, cũng như là cái sự cúng dường đối với Đức Phật, cúng dường Đức Phật. Mà Đức Phật ngài nói là sự cúng dường mà bằng sự thực hành Patipatta Puja đó, sự cúng dường bằng sự thực hành đó, thì đó là sự cúng dường cao thượng nhất. Cho nên cái gì đi nữa là khi là mình như Đức Phật ngài đã nói là ngày nào mà bốn chúng tùy thuận pháp thực hành theo pháp, và như vậy đó là sự cúng dường đối với Đức Phật, là sự cúng dường cao cả, cúng dường cao thượng nhất. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng là cái để mà mình có cái quyết tâm để mà mình sống được một cái đời sống diễn ly, thì đòi hỏi cái vị hành giả tu trong Phật giáo phải cố gắng dữ lắm, cố gắng nhiều lắm, mình mới có thể là gột sạch được những cái phiền não, để rồi mình có một cái tâm lý diễn ly hoàn toàn những cái phiền não đó. Cho nên là đó cũng là một trong một cái nghĩa cử mà mình nghĩ rằng đền cái công ơn của Đức Phật, hay là sự cúng dường đối với Đức Phật là cũng sự cúng dường cao thượng nhất. Cũng như là Đức Phật ngày xuất hiện ở đời đó, thì cũng là mang lại cái sự an lạc cho chư thiên và loài người là như vậy. Thì qua cái câu của Thượng Tọa thì con nghĩ rằng khi mà mình tập cho mình bỏ được cái phiền não, bỏ được những cái gánh nặng của sanh tử, bỏ được cái gánh nặng của phiền não xuống để mà mình sống diễn đi, đó là một phải nói là cái gánh nặng. Bởi vì chính cái gánh nặng đó đó, nó làm cho mình phải luân hồi, tiếp diễn từ đời này sang đời khác. Và khi mà mình có thật sự là mình một người mà có sống diễn ly hoàn toàn những cái phiền não, thì người đó mới thật sự là cúng dường cao thượng đối với Đức Phật, cúng dường Đức Phật một cách cao thượng nhất, và cũng là một phần nào đó, một việc nào đó để đền đáp cái công ơn mà Đức Phật để lại cái kho tàng pháp bảo lời dạy của ngài, mang đến cái sự giác ngộ cho chư thiên và loài người. Con xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sao thủ kinh dân Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Pháp Tân khoan hỷ giúp cho một việc đó, là tiếp theo là một câu thảo luận, câu này sẽ hỏi sư Nguyên Thông. Nhưng mà bởi vì hôm nay ở chùa có lễ, có lễ lúc 10 giờ đó, hơi sớm là mỗi khi nên chỉ phải rời rum sớm. Sau khi sư Nguyên Thông trả lời xong, Thượng Tọa Pháp Tân khoan hỷ giúp cho phần còn lại để kết thúc cái buổi học hôm nay giùm, bởi vì bận không bị phải ra bên ngoài. Bây giờ thì sư có mặt ở trước máy không? Nếu sư Nguyên Thông đang ở trước máy, sư Nguyên Thông hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 3. Dạ, sư Nguyên Thông, tiếp theo câu trả lời của Thượng Tọa Pháp Tân đó, thì chúng ta có một câu khác cũng gần như vậy. Đó là mình nghĩ rằng một trong những cái tố chất của thiền pháp đó là sự nhẹ nhàng, đó là sự khinh an. Nhưng mà có một điểm mà rất là rõ rệt trong đời sống là người tu tập thì phải phấn đấu, và nhiều lúc sự phấn đấu nó không đơn giản, và phấn đấu nó rất là nặng nề, rất là mệt mỏi. Thì cái sự phấn đấu trong sự tu tập đó, nó có mâu thuẫn, nó có đi ngược lại với cái chất của thiền pháp mà mình nói thiền pháp là nhẹ nhàng, thiền pháp là như bóng không rời hình đối với quả hay không, hay là cái sự phấn đấu đó
nó không đúng thì nó làm cho mình nặng nề, còn nó đúng thì nhẹ nhàng. Xin thỉnh ý kiến của sư Nguyên Thông. Và sau câu trả lời sư Nguyên Thông, kính thỉnh Thượng Tọa Hoằng Nghiêm trở lại để kết thúc cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuyển sư phụ góp ý cho câu thảo luận số 3, hỏi rằng phấn đấu trong sự tu tập thường không nhẹ nhàng, thư thới, như vậy có đi ngược lại với bản chất của thiện pháp? Kính thưa sư phụ, sự thật rằng cái người mà làm trong tu hành trong theo cái thiện pháp đó, sự thật nó là nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà bởi vì không phải nhẹ nhàng rồi thôi, bởi vì cái sự mà tu tập của chúng ta là liên lỉ từ năm này năm khác, là khi nào chúng ta rời buông cái chánh pháp ra thì chúng ta bị đau khổ sanh tử luân hồi. Là bởi vì cái sự phấn đấu hay là cái sự sống theo giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là chúng ta sống trong từ giây phút không có thời nào mà rời bỏ cái giáo pháp. Bởi vì giáo pháp là sinh mạng của chúng ta, giáo pháp là cái niềm hạnh phúc của chúng ta. Khi mà chúng ta rời bỏ giáo pháp và chúng ta đi ngược lại với là cái chân lý, thành ra cái giáo pháp mà cái thâm ma là cái giáo pháp của Đức Phật mà giảng dạy để cho chúng ta thoát khỏi cái sanh tử luân hồi, là chúng ta phải sống trong giáo pháp. Mà sống ra trong giáo pháp là chúng ta phải tất cả những tâm thức của chúng ta, trí tuệ của chúng ta là phải là sống đúng theo cái giáo pháp, tức là không vướng vào tham sân si. Là vì cái sự sống trong giáo pháp là thân hành khẩu hành ý hành của chúng ta là phải khởi từ vô tham vô sân vô si, và cái đó là cái người bình thường không biết giáo pháp thì không thể làm được, mà chỉ có cái người hiểu trong giáo pháp thì mới có thể làm được. Mà làm được tức là không có ngừng nghỉ, tức là phải luôn luôn trong cái thân hành khẩu hành ý hành của chúng ta là vô tham vô sân vô si, và sống trong ngày nào mà chúng ta còn thở là phải sống trong cái vô tham vô sân vô si. Và vì vậy cho nên người ta nói là cái gánh nặng viễn ly, cái gánh nặng viễn ly là gánh nặng mà ta dùng cái chữ là vô tham vô sân vô si, là phải mình còn sống là phải cái thân khẩu ý của mình là phải là như vậy. Cho nên dùng từ ngữ gánh nặng có nghĩa là phải lại, chứ không có nói là mình phải nặng nề, không phải như vậy. Bởi vì cái thể hiện cái thân hành khẩu hành ý hành của ta là vô tham vô sân si thì đối với cái người tu hành nó quá là dễ dàng. Nhưng mà không thể quên, bởi vì nếu quên là đi vào là tham dục hay là sân hận si mê thì tất cả cái đó là đi ngược lại cái giác ngộ. Cho nên những cái ngôn từ của giáo pháp là người ta phải hiểu cái ngôn từ đó, dùng ngôn từ như thế nào thì cũng đúng đối với những người hiểu, còn những người mà không hiểu thì không thể nào dùng được danh từ được. Vậy con, ý kiến của con là như vậy. Con xin trao mai lại cho thỉnh mời sư phụ pháp thân điều khiển cho buổi học kế. Dạ, con thỉnh mời sư phụ pháp thân cầm mai. Dạ, sa thủ kính tri ân sư Nguyên Thông đã thảo luận cho cái câu vừa rồi. Liên cái bài học hôm nay đó, thì chúng ta đã nghe Thượng Tọa Giác Đẳng giảng từ đầu giờ tới giờ rồi. Thì ở đây chúng tôi với cái thời gian còn lại đó, chúng tôi xin được chia sẻ vài cái ý. Bởi vì chúng ta thấy một điều đó là khi mà Đức Phật Ngài ra đời, Ngài giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề, rồi đến khi mà Ngài giáo hóa trong suốt 45 năm hoằng pháp của Ngài đó, thì Ngài cũng có nói ở trong kinh đó, là Như Lai ra đời giảng dạy hai điều. Một là nêu lên sự khổ và sự chấm dứt khổ. Như vậy thì mình nghe nói hai điều đó, nó ít quá đi. Tại sao trong cái cuộc sống luân hồi này đó thì phải nói rằng rất là nhiều á, nhiều cái nhiêu khê ở trong cái đời sống luân hồi, do là phiền não rồi chúng ta tiếp diễn từ đời này đời sát luân hồi như vậy. Mà Đức Phật chỉ nói lên hai điều thôi. Hai điều đó là gì? Nêu lên sự khổ. Thì cái khi Đức Phật Ngài nói nêu lên sự khổ, tức là Ngài nói cái quả
của luân hồi mà chúng ta thấy ở trong đời sống này. Bởi vì theo cái thế giới quan của Phật giáo đó, thì có lẽ là chúng ta luân hồi rất là nhiều kiếp trong 31 cõi, trừ những cõi tịnh tư cư thiên đó, thì chúng ta chưa có từng bước chân đến đó thôi. Tức là cái cõi gọi là cõi của bậc thánh đó, vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến và sắc cứu cánh đó, thì năm cái cõi đó là cõi bậc thánh ở cõi trời vô sắc, ở cõi trời sắc giới. Chúng ta chưa từng bước chân đến đó. Còn những cõi còn lại đó, thì từ cõi khổ cho đến cõi vui đó, là chúng ta đều có cái trải qua hết rồi. Cho nên là Đức Phật Ngài muốn nêu cái sự khổ mà ở trong đời sống mà chúng ta nhận thức được. Nhận thức được, nhận thức sự khổ đó, là như trong kinh mô tả là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ. Làm sao chúng ta nhận thức được cái khổ đó thì chúng ta mới có thể nhàm chán, chúng ta mới có thể xả ly. Giống như quý vị thấy rằng cái món ăn gì mình ngán quá rồi thì bây giờ mình gặp tới cái món đó là mình sợ, mình không muốn ăn nữa. Ví dụ vậy. Thì vậy cũng vậy. Nếu một người mà nhận thức được sự khổ thì cái người đó mới có thể thoát ly sự khổ. Khi mà Đức Phật Ngài nói rằng Như Lai ra đời chỉ dạy hai điều, đó là nêu lên sự khổ và sự chấm dứt khổ. Thì khi mà nói đến cái sự khổ, tức là cái kết quả của đời sống luân hồi, muốn nói đến cái kết quả đó, và cái kết quả đó, đó nó phải là có cái nhân, có cái nguồn cội của nó. Mà Đức Phật Ngài chỉ cho chúng ta về nguồn cội đó là sự tham ái. Sự tham ái nói ở trong tứ đế, tức là tập đế. Do cái tham ái đó mà chúng ta phải sinh tử luân hồi. Do cái tham ái đó mà chúng ta có hiển hiện bất cứ những cái sự có mặt nào ở trong cái đời sống luân hồi này. Vì vậy cho nên là người ta khổ cũng vì do cái tham ái này. Người ta có luân hồi thì cũng vì do cái tham ái này. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài nói cái đó đó, cái phiền não đó đó, là chúng ta cần sao phải trừ, phải bỏ nó đi. Bởi vì cái đó là cái mấu chốt, cái mấu chốt của luân hồi. Nó tạo nên cái luân hồi, gây ra cái luân hồi. Mà Đức Phật dạy nói rằng là Như Lai ra đời chỉ dạy hai điều, đó là nêu lên sự khổ và sự chấm dứt khổ. Như vậy thì sự chấm dứt khổ đó là mình biết được cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân mà sanh ra khổ đó là tham ái, là tập đế. Nhưng mà rồi Ngài nói rằng là sự chấm dứt khổ ở đây đó là cái chỗ mà Đức Phật Ngài dạy đó, là mình biết rằng có cái chỗ để chúng tôi tạm gọi là có cái chỗ. Là vì sao? Ở đây đó là có cái gì đó để chúng ta nói, thì có một cái gì đó để chấm dứt sự khổ. Không phải Niết Bàn là một cái cõi, Niết Bàn cũng không phải là một cảnh giới. Niết Bàn là một cảnh, nếu mà nói trong chi diệu pháp là cảnh Niết Bàn, thí dụ. Nhưng mà cảnh đó không phải là cảnh giới. Rõ ràng là dù là cõi hay là một cảnh giới thì nó có sự hiện hữu của pháp hữu vi. Vì vậy cho nên là khi nào mà mình dứt được luân hồi, chấm dứt thân ngũ quẩn, mình chấm dứt cái nguyên nhân gây ra đau khổ đó là tham ái, thì lúc đó mình chứng đạt được Niết Bàn. Chứng đạt Niết Bàn. Mà để mà chứng đạt được Niết Bàn đó, thì Đức Phật cho chúng ta một điều, đó là chúng ta phải thực hành cái con đường đạo đế. Hay nói cách khác ở đây đó là mình tập cho mình. Đức Phật dạy rằng đệ tử của Như Lai đó, từ tỳ kheo, tức là bốn chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, sống tùy thuận theo chánh pháp và thực hành với chánh pháp, thì người đó cúng dường Như Lai bằng một sự cúng dường cao thượng. Thì ở đây đó, Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta sống diễn ly, tập cho chúng ta sống diễn ly. Khi nào mà mình sống diễn ly đó, thì mình mới thật sự là một cái điều mà mình thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật. Và khi mà mình thực hành theo lời dạy của Đức Phật thì mình mới có thể là diễn ly được. Diễn ly đây là diễn ly phiền não, hay nói cách khác tức là diễn ly cấu quế bận nhơ của phiền não đó.
Như vậy thì khi mà mình viễn ly, tức là mình không bị dính mắc, không bị ô nhiễm bởi phiền não đó, thì chúng ta mới có thể đạt được cái sự giải thoát. Thì đạt cái sự giải thoát đó, đó là do mình một có tập cho mình hình thành cho mình một cái đời sống buông bỏ những phiền não, không chấp mê những phiền não, không ôm ấp những phiền não, thì chúng ta mới thật sự là cúng dường Đức Phật bằng sự thực hành, bằng thực hành. Mà cúng dường bằng sự thực hành đó là cúng dường cao thượng nhất. Bởi vì cái việc mà Đức Phật ngài có mặt ở đời đó, như Đức Phật đã tuyên bố ở trong kinh Trường Bộ đó, Như Lai ra đời chỉ vì an lạc cho phần đông, chỉ vì an lạc cho số đông, chỉ vì an lạc cho chư thiên và loài người. Người ấy chính là ai? Là Như Lai. Là Như Lai, tức là Đức Phật ngài muốn nói ngài là vậy. Như vậy thì cái tôn ý chính đó, Đức Phật mong muốn chúng ta là mang được cái sự an lạc. Mà an lạc đó đó chính là mình sống tập cho mình cái đời sống diễn ly là như vậy. Thì với cái thời gian còn lại, chúng tôi tiếp lời của Thượng Tọa Giác Đẳng để nói lên bài cái ý theo cái suy nghĩ của mình liên quan đến cái bài học hôm nay. Chúng tôi xin được dứt ở lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức luôn được sự an vui, chúc quý cô tu nữ với Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Bây giờ thì mời mời vị MC có trách nhiệm hôm nay đó lên tri ân chư tôn đức và mở kinh hồi hướng. Một lần nữa kính đảnh lễ quý ngài, chào tạm biệt quý vị, chúc một quý ngài và quý vị một ngày một đêm được an lạc. Nam mô Bụt Thầy Già. Nam mô Bụt Thầy Già. Sa thú lạch thầy. Còn chúng con kính chân Thượng Tọa Pháp Thân đã đúc kết cho bài học hôm nay. Con lăng nhận miệng thay mặt đại chúng trong chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý ốp để hỗ trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc Phật sự, kính chúc quý đạo hữu luôn là các từ trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Già. Thank you.